Thái Lan, Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 6. Nếu như thầy trò huấn luyện viên Park Seo liên tiếp làm nản lòng voi chiến ở môn bóng đá nam, thì mới đây, đội tuyển nữ của chúng ta một lần nữa thể hiện đẳng cấp vượt trội trước người Thái trong trận chung kết bóng đá nữ. Tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại tuyển nữ Thái Lan để chính thức bước lên đỉnh cao nhất môn bóng đá nữ SEA Games 30. Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam vừa mới trải qua 120 phút thi đấu trước tuyển nữ Thái Lan trong trận đấu thuộc chung kết SEA Games 30. Ở vòng bảng, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1 đều. Và trong trận chung kết diễn ra cách đây ít giờ, nữ Việt Nam tiếp tục hòa nữ Thái Lan không bàn thắng trong 90 phút bóng lăn. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định ngôi vô địch. Ngay ở những giây đầu tiên hiệp phụ thứ nhất, tuyển nữ Việt Nam xé tung mảnh lưới tuyển nữ Thái Lan bằng cú đánh đầu của tiền đạo vào sân thay người Phạm Thị Yến. Bàn thắng này tới sau một tình huống mà thủ môn và hậu vệ nữ Thái Lan không hiểu ý nhau. Đây cũng là bàn thắng quyết định trận đấu, giúp cho tuyển nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 30, đem về tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao nước nhà. Với tấm huy chương vàng này, tuyển nữ Việt Nam đã nâng số lần giành huy chương vàng SEA Games lên con số 6, nhiều hơn nữ Thái Lan một lần, trở thành đội tuyển nữ giành nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games. U22 Indonesia tổn thất lực lượng trước trận gặp U22 Việt Nam. Ngày 10 tháng 12 tới đây, U22 Việt Nam sẽ tái ngộ với U22 Indonesia trong trận chung kết. Đó là một trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nền bóng đá nước nhà, và chúng ta đã có thêm được một tin vui trước trận đấu. Theo đó, hậu vệ cánh trái Fiza Anika được cho là gặp chấn thương nặng không thể thi đấu ở trận gặp U22 Việt Nam. Cầu thủ này ở trận gặp Myanmar đã phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Đến khoảng thời gian hiệp phụ, một cầu thủ khác được mệnh danh là Messi Indo, Egi Maulana, cũng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Trả lời báo chí, huấn luyện viên Indra Syafri cho biết, cả Fiza lẫn Egi Maulana đều đã bị tổn thương phần mềm. Khả năng thi đấu ở trận chung kết còn bỏ ngỏ. Nếu bộ đôi trên không thể ra sân, đó sẽ là tổn thất lớn của đoàn quân Garuda, đặc biệt vị trí của tài năng trẻ Egi Maulana. Báo chí Sức Vạn Đảo thông tin, đội ngũ bác sĩ của U22 Indonesia sẽ làm việc hết công suất để hồi phục thể lực cho các cầu thủ khi họ vừa phải căng sức thi đấu với mật độ dày đặc. Sau trận bán kết với U22 Myanmar, các cầu thủ Indonesia rất mệt mỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi năng lượng cho họ bằng nhiều cách khác nhau, như vật lý trị liệu và xoa bóp, một bác sĩ của U22 Indonesia cho biết. Báo hàng đầu châu Á ngả mũ tấm tắc khen thầy trò Park Hang-seo, Việt Nam là không thể ngăn cản. Cách đây ít giờ, tờ Fox Sports Asia đã có bài viết với tiêu đề "Không thể ngăn cản, Việt Nam hạ Campuchia để lọt vào trận chung kết SEA Games". Tại đây, tác giả Gabriel mô tả rất kỹ về từng bàn thắng các chàng trai áo đỏ ghi được. Trong đó, ông rất ấn tượng với pha bứt tốc của Đức Trinh trong pha lập công nhân đôi cách biệt. Đức Trinh đã chứng minh được khả năng tuyệt vời của mình. Từ một đường bóng dài, anh ấy cho thấy bản thân vượt trội về sức mạnh cũng như là tốc độ so với hậu vệ Yusef. Anh ấy lầm lũi vượt lên trước khi sút bóng, không cho Kiel Soxela cơ hội nào để cản phá. Đồng quan điểm, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC cũng thừa nhận sự thật vượt trội của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Campuchia buộc phải lùi đội hình xuống thấp để chống chịu trước những đợt tấn công của Việt Nam. Thế nhưng, họ chỉ đứng vững được trong khoảng thời gian ngắn để rồi toang hẳn bởi tình huống ghi bàn của Tiến Linh. Dù Thái Lan đã bị loại, tờ Khao Sót vẫn theo dõi hành trình của môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Trang báo này đánh giá rất cao khả năng tấn công của U22 Việt Nam. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận trước một đội tuyển Campuchia lần đầu lọt tới bán kết. Các bàn thắng rồi cứ lần lượt tới. Tiền đạo Indonesia, U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng. Trả lời Zing.vn về mục tiêu trong lần tái ngộ sắp tới ở chung kết, Osvaldo cho biết, tôi không nghĩ việc mình ghi bàn vào lưới Việt Nam quan trọng nhất. Thay vào đó, tôi cố gắng vì mục tiêu chung của toàn đội. U22 Indonesia cần giành huy chương vàng. U22 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi không nghĩ là cần tập trung vào cá nhân nào vì đây là đội bóng đồng đều. Bất cứ cầu thủ nào cũng nguy hiểm. Osvaldo Hay là tiền đạo trẻ đầy triển vọng của bóng đá Indonesia. Anh đã chơi 5 trận, đóng góp một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Trong màu áo đội tuyển trẻ, anh ghi 12 bàn thắng tại các giải đấu khu vực và châu lục. Anh được truyền thông xứ Vạn Đảo kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại mới, vừa xa thành tích của Julianto, người đang làm trợ lý cho thuyền trưởng Indra Syafri ở U22 Indonesia. Huấn luyện viên Park Seo đến sân ủng hộ tuyển nữ Việt Nam đá chung kết với Thái Lan. Tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 30 với đối thủ Thái Lan để bảo vệ ngôi hậu. Sau khi giành thắng lợi 4-0 trước U22 Campuchia ở trận bán kết SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam có ngày để nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Park Seo và đội ngũ trợ lý có mặt trên sân Risa Memorial để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Thái Lan. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Seo và các trợ lý được xem là sự ủng hộ rất lớn với đội tuyển nữ. Ngoài ra, sự góp mặt của ông Park trên khán đài Risa Memorial cũng thay mặt cho các học trò của ông gửi những lời chúc tốt đẹp đến những người đồng nghiệp, đồng chí đang sẵn sàng vì màu cờ sắc áo tối nay. Được biết, VFF đã chuẩn bị sẵn khu ghế VIP dành cho huấn luyện viên Park Seo và các cộng sự. Tuy nhiên, ông đã từ chối để ngồi khu ghế bình thường, cổ vũ cho các cô gái của chúng ta.
Xót xa nữ cầu thủ Việt Nam chảy sức giấm máu, quấn băng khắp chân. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã cho thấy hình ảnh quyết tâm, lăn xả chẳng kém gì các đồng nghiệp nam trong trận chung kết SEA Games 2019. Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan chạm trán nhau trong trận chung kết SEA Games 2019. Đôi bên đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Các nữ cầu thủ áo đỏ là những người có cơ hội trước khi Nguyễn Thị Vạn sút trúng sang ngang đội bạn. Tuy nhiên, người được chú ý nhiều nhất trong hiệp 1 là trung vệ Trương Thị Kiều. Cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy tinh thần lăn xả, dù khi bị đau nhưng vẫn tranh chấp rất quyết liệt. Có thể thấy vết chảy sức rất lớn ở chân phải của Kiều. Đây là một chấn thương thường gặp khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Cô phải rời sân trong ít phút để các bác sĩ sơ cứu vết thương. Trên mạng xã hội, nhiều fan đã tỏ ra xót xa khi chứng kiến chấn thương của Trương Thị Kiều. Có rất nhiều bình luận của các fan nữ đồng cảm với Trương Thị Kiều. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Kết quả là Trương Thị Kiều phải vén quần rất cao vì bóng bó rất dày. Báo Indonesia chỉ ra độc chiều giúp đội nhà tung đòn kết liễu U22 Myanmar. Trong trận bán kết gặp Myanmar, huấn luyện viên Indra Siafri đã xếp tiền đạo Muhammad Rabli đá chính. Chân sút này không đạt phong độ cao tại SEA Games 30. Việc anh ra sân từ đầu khiến đồng đội Osvaldo Hay vốn đang có phong độ cao không được chơi tiền đạo cắm. Nhưng theo tờ Bola, đó chính là cách tính toán có chủ đích của huấn luyện viên Indra Siafri. Theo phân tích của đội ngũ trợ lý, Osvaldo Hay sẽ nhận nhiều sự chú ý từ các cầu thủ Myanmar. Chính vì thế, huấn luyện viên Indra Siafri đã tung Muhammad Rabli vào sân ngay từ đầu. Sự có mặt của Muhammad Rabli khiến đối phương phân tâm. Cùng lúc, Osvaldo Hay được kéo xuống đá ở vị trí hậu công. Nhờ đó, chân sút này có nhiều không gian để hoạt động, thoải mái di chuyển nhận bóng. Khi cơ hội xuất hiện, Osvaldo Hay mới bất ngờ xâm nhập vòng cấm. Sau khi Rafli rời sân, huấn luyện viên Indra Siafri tiếp tục cho phép Osvaldo Hay được chơi rộng, thoát ẩn thoát hiện. Và cuối cùng vào hiệp phụ thứ nhất, chân sút 22 tuổi đã đền đáp niềm tin của huấn luyện viên bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 đầy quan trọng. Bola cũng trích lại nhận xét của huấn luyện viên Indra Siafri về tiền đạo Muhammad Rabli. Cho dù Muhammad Rabli chưa ghi bàn, nhưng mọi chuyện đều ổn. Mọi sắp xếp của tôi trong các trận đấu đều có lý do. Huấn luyện viên Indonesia được tiếp động lực trước thềm tái đấu U22 Việt Nam. Sau chiến thắng 4-2 trước U22 Myanmar tại bán kết SEA Games 30, huấn luyện viên Indra Siafri tuyên bố trong cuộc họp báo: "Hãy truyền đạt trên tất cả phương tiện truyền thông ở Indonesia rằng huấn luyện viên Siafri đang thể hiện tốt và sẵn sàng được bổ nhiệm cho vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia." Theo CNN Indonesia, nhiệm vụ quan trọng của ông Siafri lúc này là giúp U22 Indonesia giành huy chương vàng tại SEA Games. Nếu có thể giúp Garuda giải tỏa cơn khát vàng tại đại hội khu vực sau 28 năm chờ đợi, cánh cửa đến với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ rộng mở đối với Siafri. Báo Indonesia run sợ trước U22 Việt Nam chỉ ra điểm yếu của đội nhà. Trang Liputan 6 khẳng định, vấn đề của các cầu thủ U22 Indonesia là không thể duy trì phong độ và sự bình tĩnh khi đối thủ có bàn thắng và lợi thế tâm lý thi đấu. Và ngay sau khi xác định đối thủ của thầy trò Indra Siafri trong trận đấu cuối cùng là U22 Việt Nam, Trang Suara cũng đã lên tiếng. U22 Indonesia đang rất mong muốn gặp lại U22 Việt Nam. Ở bảng B, trận đấu Garuda để thua đầu khi dẫn trước một bàn nhưng lại bị lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Đây đồng thời là thất bại duy nhất của U22 Indonesia tại kỳ SEA Games năm nay. Truyền thông xứ sở vạn đảo cũng tỏ ra dè chừng với thành tích thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay. Theo Compass, đoàn quân của huấn luyện viên Bang Seo là đội bóng duy nhất đang bất bại trên đất Philippines. Việc những ngôi sao vàng giành thắng lợi trước Campuchia đã thỏa mãn nguyện vọng tái đấu U22 Việt Nam trong trận chung kết của huấn luyện viên Siafri. Cũng có cùng quan điểm này, chàng trai Compass khẳng định trở lại đối mặt với U22 Việt Nam sẽ là thử thách đầy khó khăn cho U22 Indonesia, bởi ở lần chạm trán trước đó, đoàn quân của thầy Park đã có màn trình diễn mạnh mẽ và nhất quán trong suốt trận đấu. Trong khi các cầu thủ U22 Indonesia lại mất tập trung khi đã có bàn thắng dẫn trước. Tiến Linh: "Tôi hạnh phúc khi Việt Nam vào chung kết SEA Games. Tôi hạnh phúc khi đóng góp một bàn thắng trong trận đấu và U22 Việt Nam cuối cùng cũng vào chung kết SEA Games sau nhiều năm chờ đợi." Tiến Linh chia sẻ trên đường về khách sạn. Trước việc phải thi đấu dàn trải, thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam đang là mối lo ngại trước thềm trận đấu cuối cùng. Nói về vấn đề này, Tiến Linh tin toàn đội hoàn toàn có đủ thể lực để chiến đấu cho mục tiêu cuối cùng. Trận đấu với U22 Campuchia không quá khó, toàn đội đã giành được chiến thắng khá dễ dàng. Điều này giúp thể lực của mọi người không quá hao tổn và hoàn toàn có thể chơi hết mình trong trận chung kết sắp tới với U22 Indonesia, anh cho biết. Nói thêm về khả năng phối hợp ăn ý với Hà Đức Chinh trong trận đấu, Tiến Linh cho biết anh và người đồng nghiệp đã được huấn luyện viên Park chỉ đạo kỹ lưỡng các bài tập kể từ đầu giải. Đức Chinh đã nâng được tổng số bàn thắng ghi được ở SEA Games lên con số 7.